Vâng, em xin chào anh em mình nha. Thì clip này em sẽ dùng cái con âm ly Onkyo A755MK2 sạc 70 nha anh em ha. Mình dùng nó làm chức năng rè, mình sẽ khiển cho con bao Mitsubishi A7DC nha các bạn. Thì hôm bữa là mình có đủ bộ thì mình cũng được anh trai khách quen ủng hộ cái con rè rồi. Hiện tại là mình đang còn con bao. Và bao này giá là 4 triệu rưỡi nha các bạn ha. Thì để mình sẽ quay phía sau cái cách mình kết nối, nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Và cái con Onkyo này mình bán cho anh em mình là giá cực kỳ mềm nha các bạn. Tại vì mình đăng trong Zalo đó, anh em mình theo dõi trong Zalo thì được anh trai anh mua rồi nha anh em ha. Con này thì mình có thể đánh được là hai cặp loa, nội cái chức năng rè của nó không là đủ 2 triệu rưỡi rồi các bạn. Bán rồi nha anh em. Thì ở đây anh em mình thấy sẽ có chữ rè out ha. Rồi main in là khi nào mình dùng cái con âm ly mình làm cái bao á thì mình cho vào đường này. Còn mình dùng để làm rè á thì mình cắm vô chỗ đây. Và từ đây mình sẽ cắm vô con bao như các bạn. Đây. Đó, thì cái đường input thì anh em mình vẫn xài out, out 1, out 2 hoặc là tuner nha anh em ha. Thì out thì vẫn vô bình thường thôi. Và anh em mình lưu ý là ở đây có một con cái ngõ rè out các bạn. Và cái con âm ly này anh em, cái phần rè nó cũng khá là hay nha các bạn ha. Thì dòng này thì trên thị trường thì là bán hơi cao nha các bạn ha. Thì do cái con máy của mình bán 2 triệu rưỡi, nó cũng có lý do là anh em mình thấy là nó cũng có bị chóc chữ các bạn, cái chữ nè anh em. Đó, cái nào nó nét thì nó nét lắm, còn cái kia mấy cái này nó hơi bị mờ mờ một tí, thì mình bán giá rẻ cho nó dễ như các bạn ha. Thì giờ về phần ghề các bạn, thì bass thì mình có thể chỉnh là 120Hz đến 400Hz, còn chép thì mình có thể chỉnh từ 2 kg đến 8 kg nha. À, còn anh em mình không muốn chỉnh thì anh em để về default hết nha anh em ha. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe đoạn test. Thì ở đây nhân vật chính thì mình xin quay nhân vật chính trước đây rồi mình test nha. Thì đây là cái con bao Daiton thì với Mitsubishi là một nha anh em ha. Daiton là một cái nhánh nhỏ của Mitsubishi. Đấy. Thì bao A7 này thiết kế dạng monoblock. Thì anh em mình thấy là sẽ có hai cái vế công suất hai bên và hai cái tản nhiệt, anh em mình nhìn thấy rất là cơ bắp và có hai cái quai sách nha anh em ha. Và con bao này giá là 4 triệu rưỡi, hàng nguyên bản nha anh em. Không có sơn sửa hay là tút tát gì hết. Thì về cái phần ngoại hình anh em mình thấy là cũng có nó hơi cũ kỹ theo thời gian nha anh em, nhưng mà anh em mình thấy cái nước sơn nó còn nét nha các bạn. Đó thì nè, đó. Nó còn keng nha anh em. Nhưng mà con bao này mình không biết sao mà hàng nó về nó bị giống kiểu kiểu như nó bị móc vậy các bạn, bị móc vậy đó. Rồi cái phần chạm thì bên chạm B nó bị gãy một cái dặn lo anh em, dặn lo nè. Nhưng mà nó còn lú cho mình đựng khúc, mình còn dặn được. Cái chạm này rất là hay nha anh em, chạm này anh em mình xài mà cái dây lo mỏi chim nha. Đó, thì giờ mình xả nó ra, mình xả nó ra nè. Xong mình sọt cái con dây vô mình siết nó lại rất là dễ nha các bạn ha. Và mình đánh A, B thì mình gạt qua gạt lại nha. Ở đây mình đang nghe cầu A. Bây giờ mình xin mời anh em mình nghe đoạn test và test con bao và cũng như là test cái chức năng rè của con Leon Kyo. Và CD của Tescam thì 401MK2 giá là 3 triệu rưỡi nha anh em ha. Giá là 3 triệu rưỡi. Thì con này là nhận bài rất là nhanh và cái tiếng của nó ra rất là khỏe nha anh em. Thì CD dòng có studio thì nên mình biết rồi, chất lượng nó hơn những con ly phổ thông bình thường. Và giá thì 3 triệu rưỡi. Anh em mình quan tâm nên mình tra model nha. Tescam CD 401MK2. Rồi mình sẽ mời anh em mình nghe đoạn test luôn nha. Volume nha các bạn. Thì giờ mình đang khiển volume nè. Dây lo là anh em mình thấy là mình lấy dây lo trên con bao nha anh em. Đó, mấy con anh em mình lầm tưởng là mình lấy từ đây nha. Dây nguồn thì mình đi nhờ thôi, đi nhờ từ con âm ly. Rồi mình nhích volume lên nha. Cái con này làm ghề rất là mạnh nha anh em. Ba chép là chưa có chỉnh nha các bạn. Em là cuộc đời
chỉnh chép nha anh em. Chép mình chỉnh ở 2kg nha. Đây bạn. Anh em muốn nghe nhiều chép á, gạt xuống 8kg. Mình gặt về giữa là mình không có can thiệp vào phần ghề nha anh em ha. Anh em mình lưu ý thì anh em muốn nghe chép nhiều gặt xuống 8kg ha. Anh em muốn chép ít thì gặt xuống lên 2kg. Còn anh em mình không muốn nghe bass chép gì hết kiểu hèn đó, thì anh em mình để cho default nha. Đang test đồng bào nha anh em. Im lặng thở dài sau cơn bão qua, im lặng mặt người nghe bao nỗi đau trên một bàn. Xuống dưới là chép nó nhiều hơn nha các bạn. Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày. Quan các anh em, thì mình vừa test cái con bao của Mitsubishi A7DC cũng như là test cái chức năng rề của con âm ly Onkyo A755 nha anh em ha. Thì con bao giá là 4,5 triệu, CD test cam 401, MK2 là 3,5 triệu nha anh em ha. Lo là 5,5 triệu, cái nào cũng gửi hết vậy ta. Rồi cái con âm ly là 2,5 triệu mà âm ly bán rồi nha anh em ha. Rồi em xin cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Thì clip sau mình sẽ tháo cái cặp lo, cái ruột, cái cặp lo của Sony IBM-33. Anh em mình xem nha. Anh em mình xem là chốt ngay về luôn đó các bạn. Cái củ lo nó rất là đã. Rồi em xin cảm ơn em rất là nhiều. Xin em xin kết thúc cái video nha.